Xin chào anh em. Hôm trước thì chính ra hôm thứ sáu là mình cũng tính làm clip này kia rồi, nhưng mà nó hơi bận và mệt, việc này việc kia, đâm ra mình cũng không làm. Nay thì thôi, trước khi đi ngủ thì mình cũng làm chút clip nói qua về event và cái chỉ số này kia và cảm nhận của mình. Tại vì mình thường thường mình hay hay đi cái này, và cái này là một cái mà cá nhân mình thấy là nó dĩ nhiên nó không phải là lột tả được cái sức mạnh của nó hoàn toàn, thế nhưng nó cũng sẽ có một phần nào đó mình cảm nhận được cái khả năng của nó, khả năng còn tương mới đấy. Thì như các event thì nó sẽ có những cái như bingo này, challenger vân vân, cái đấy thì mình sẽ không nói nữa, mình chỉ nói những cái mới thôi đấy. Trước hết là nó có cái tìm kho báu lễ hội Arura. Cái này thì anh em sẽ tham gia những cái gói, ví dụ như cái này là sẽ là 1 đô này, mốc từ 1 đô cho đến 8 đô thì anh em sẽ được một lần tham gia vào đây. Và trong trong cái này nó sẽ chọn ra một người trong 100 người. Nói chung cái này cũng khá là hên xui. Đấy, phần quà sẽ không phải là cho tất cả mà chỉ là cho một người thôi. Ai may mắn thì sẽ được. Đây, anh em có thể nhìn thấy là đây, như mình tham gia nhưng mà chả được cái chất tiệt gì cả. Đấy, cũng khá nhiều anh em cũng được. Nói chung cái này hên xui mà. Đấy. Đấy. Ấy à. Toàn người quen. Được, được, ấn lại cái. Cái gói thứ hai thì sẽ là 20 sao và anh em cần phải nạp 10 đến 20 đô. Nói chung thường thường cái này thì anh em cứ lấy mốc min thôi, cũng không cần phải kia lắm. Anh em có thể nạp nhiều gói để lấy cái kiểu dạng slot ấy. Cái này thì sẽ là 30, một chọi 30, cái này một chọi 100. Cái này sẽ là một chọi 30, 120 me, khá là ngon. 26 đến 40 đô. 26 đô, 26 đô thì khả năng là những cái gói như gói ở phần tháng này, gói skin này. Đấy. Còn còn gói 50 đến 100 đô này thì dĩ nhiên là cho những cái gói nó tầm cao rồi. Cái này sẽ là chọn một chọn 15. Đấy. Anh em có thể ấn vào đây nhé, nhưng mà nói chung cũng không có gì khác biệt đâu. Chủ yếu cái này vẫn là vận khí. Anh em hên thì kia. Cái này sẽ là cái cột. Thường thường những con đơn nó sẽ đều có cái cột như thế này. Đấy. Những con đôi ấy, như mình có nói, có vẻ nhiều anh em vẫn chưa hiểu vấn đề lắm. Như những con, ví dụ Zolanda chẳng hạn, nó sẽ tính là con đơn vì nó chỉ ra một mình nó thôi, đúng không? Con đôi thì nó sẽ có hai trường hợp, nhưng mà thường thường mình sẽ hay nói là đơn đôi và collab. Đôi là ví dụ như con đợt vừa rồi là con tia chẳng hạn, đi tia đấy, và con S8 thì nó sẽ là cái cột của con S8 đấy. Còn collab ấy, thì nó sẽ không có cột. Tại vì sao? Vì nó chỉ anh em chỉ roll một con thôi, và bây giờ collab nó đều là song tinh hết, nên một con còn lại nó sẽ là đi kèm cái lúc anh em mở được mốc 200 tiêu sao này kia đấy. Đấy, thế cho nó dễ hiểu. Nên mình chúng ta phân ra là đơn đôi và collab đấy. Collab thì thường thường bây giờ nó sẽ là song tinh. Thế nhiều anh em cứ nghĩ là song tinh nó sẽ là như của con tia con S8, không phải đâu. Hai con đấy đều là những con thường và hiếm, nhưng mà anh em vẫn có thể roll ra sau này. Còn collab nó là dạng limited, nó chỉ ra có đợt thôi. Đấy. Và nó có thêm một số tính năng mới, ví dụ như tính năng ở cái phản kích cấm địa này nó lên là tăng x4, và cái ngự tam gia nó cũng sẽ tăng x4. Những anh em nào mà treo thì mình thấy là khá là hợp lý, nó tăng cái khả năng gọi là anh em tỷ lệ autopass hơn, cũng khá là hay. Và một số cái linh tinh ví dụ như kiểu quét nhanh quét nhiếc này kia. À, cái này thì
Nói chung vòng thì cũng không khác gì lắm. Mình thấy có một điểm là bây giờ thì copy nó sẽ không còn là để ở vòng 9 của những con nhảy nữa, mà nó sẽ đẩy xuống vòng 8. Khá là hay. Thì nếu mà những anh em nào mà với những trường hợp anh em nào nạp mà hai gói 6 đô nhé, thì anh chị em sẽ có thể ăn được vòng 9, đấy là chắc chắn. Còn anh em đen, cực kỳ đen thì may ra kia, nhưng mà thường thường là mặc định là vòng 9. Còn vòng 10 thì anh em phải hên. Đấy. Thì anh em cứ ăn tà tà tà. Đến vòng 5 chúng ta sẽ lấy 20 moe. Vòng 6 anh em có thể lấy moe hoặc sao. Vòng 7 thì anh em có thể lấy moe sao hoặc là một copy của con nào đó. Nhưng cá nhân mình nghĩ là anh em nên chọn mấy con búp này. Ví dụ như con Eric Marco. Đấy là những cái con hợp lý nhất. Hoặc là con Ayane cũng được. Vòng 8 thì cá nhân mình nghĩ sẽ là con Zolanda hoặc là tia, nhưng mà Zolanda thì hợp lý hơn vì anh em ăn sẽ được unlock được cái mốc ở cột đơn đấy. Đấy, vòng 9 dĩ nhiên là sẽ là moe hoặc là 2.000 hòm, nhưng mà cá nhân mình nói đấy, hòm bây giờ thì chỉ lúc đầu thôi, chứ còn đến đến thời điểm bây giờ như cá nhân mình hòm đầy chả nạp đâu. À không, nhầm, nói nạp rồi, nó không nạp, nó phét có nạp, nhưng mà mình đa phần bây giờ chỉ làm gói 6 đô thôi đấy, vậy sweep này kia. Mấy bây giờ mình thấy là cái tầng ấy, những anh em mà mới không nói nhá, những anh em mà cũ này kia đủ banner, cái tầng T50 này gần như là anh em đều có thể full được, anh em chịu khó này kia cắm auto này kia là được, không cần phải quá là cầu kỳ này kia. Tiếp theo nữa chắc sẽ là nói qua một chút về kỹ năng này kia và cái cảm nhận của mình về con này trong thời gian vừa qua. Thì kỹ năng công của nó thì không có gì khác biệt so với những con cùng class, ngoài cái dòng 2 nó sẽ là nếu mục tiêu bị thiêu đốt thì đam kích hoạt sẽ được thêm. Đấy. Kỹ năng chuyên môn thì sẽ là 1-3 thì không khác gì, không khác biệt. Vòng 2 sẽ là bản thân tăng 100% hút máu, năng lượng khởi đầu tăng 20. Không khác gì so với bản dịch cả. Kỹ năng bị động thì sau khi đồng đội thi triển nộ, đó là đã kích hoạt một bình thí nghiệm gây sát thương cho kẻ địch hiện đang tấn công. Đấy, lên LV2 thì đam của bình thí nghiệm sẽ tăng. Nếu mục tiêu bị tiêu đốt thì đam sẽ tăng lên 4%. LV3 thì sẽ là bình thuốc. À, đam bình thí nghiệm tăng, bản thân miễn dịch tất cả hiệu ứng khống chế. Khi miễn dịch khống chế kích hoạt bình thuốc tấn công bình, lộn, tấn công bình và hồi 30 năng lượng. Khống chế thì sẽ có là đóng băng, choáng đánh bay khóa. Kỹ năng nộ thì gây sát thương mục tiêu hiện tại, đốt kẻ địch trong vòng 5 giây. Sử dụng thuốc cường hóa bản thân trong vòng 5 giây. Tốc đá đánh tăng 8%, năng lượng khởi đầu 70, hồi 6 trên giây. Còn cái kia nữa thì là 90, nên đâm ra nó chỉ còn thiếu 10 thôi. Tầm 1-2 giây kể cả không có ai búp thì nó cũng có thể lên được. LV2 thì trong thời gian cường hóa, khi máu lớn hơn hoặc bằng 70 sẽ tăng 3% đam. Khi máu thấp hơn 70% thì sẽ tăng 5% hút máu. Lên LV3 thì kéo dài thời gian búp tốc đánh và đốt của mục tiêu lên thành 7 giây. Đấy. Nói chung là kỹ năng của nó thì không có gì khác biệt so với lại cái lúc mà chúng ta dịch Google cả. Bây giờ dịch Google cá nhân mình thấy nó cũng đỡ ngu rồi. Đấy. Còn cái phông của nó thì nó có hai cái phông thì mình cũng đã nói rồi. Thì hiện tại thì nó bán cái phông công là mặc định. Đấy, còn cái phông kia thì anh em phải đợi. Nhưng cá nhân mình nói rồi đấy, là nếu mà so sánh hai cái phông thì cái phông công này nó vẫn là cái phông ngon hơn. Vì con này thứ nhất là con này là dạng DPS. Đấy. Cái thứ hai nữa là con này rất thiên về tốc độ đánh từ kỹ năng nộ này kia. Đấy, đâm ra là cái kỹ năng cái phông công này là cái phông hợp lý nhất. Randa tấn công thường có 13% kích hoạt bình thuốc thí nghiệm tấn công vùng mục tiêu. Đấy.
cộng mắc thì, à cộng cộng lên cộng 1 cộng mắc thì mình chưa biết nhiều, nhưng khả năng nó sẽ tăng khá khá đấy, tăng tăng có khi khả năng là lên tầm 20%, 20 hoặc 30%, theo như mình đoán là thế. Thế là cũng ok đấy. À, tầm có gọi 3 4 con đánh là kích hoạt được một bình. Đam thì nó đánh khá nhanh, đâm ra là mình cũng chưa chưa kia được, nhưng mà đam của bình thuốc này cũng kia. Đây, bình thuốc màu xanh xanh này. Anh em có nhìn bình thuốc màu xanh xanh này không? Đấy. Còn cái bình này là nó đáp. Cá nhân mình ấy thì mình có trải nghiệm ở thứ nhất là cái tháp gối xay này. Đam của nó rất là to. Đáp như con chó điên ấy. Ngự tam gia và trận chiến cuối cùng phản kích cấm địa thì cá nhân mình thấy là nó không phát huy được, tại vì thứ nhất là bây giờ sao số nó còn khá là thấp, của mình thì chỉ là kim cương 1 hoặc kim cương 2 này kia thôi, mình cũng có roll cố một tí 300 lần được kim cương 1 đấy, thế mà 400 lần thì cũng mới lần thứ 400 mới bắt đầu nổ được hồng một hồng. Thì khả năng mình phải đợi đến tầm round 8 này kia bắt đầu mình thêm một copy nữa mình mới được kim cương 3. Đấy. Cá nhân mình nghĩ là nó con này ấy, thì nó vẫn hữu dụng trong big tree ngự tam gia của red red là thứ nhất, cái thứ hai là cái thia rồi. Nhưng mà của mình hơi yếu, đâm ra là nó cũng chưa phát huy được, vẫn tắc những cái phở tầng hiện tại thôi. Khả năng sau này thứ nhất là sao số, thứ hai nữa là cái nhà phích tư nhân này, chúng ta up lên đến cái tầng mà đây mắc được cái phần đam, phần trăm đam tăng này thì mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả hơn, kể cả đi Apocalypse đấu thiên khởi con club cũng thế. Còn hiện tại thì mình vẫn sẽ sử dụng những cái trận hình nó hơi cũ một tí, có kẹp con này cũng có này kia, nhưng mà thường vẫn là trận hình cũ, chỉ có thay con Ri bằng con này thôi là thấy nó cũng hiệu quả hơn thì có, thế nhưng mà không, vẫn vẫn chưa thể pass được, chắc phải đợi một thời gian nữa up yếc này kia nó mới ổn thỏa hơn. À, cũng khá nhiều anh em hỏi cái vấn đề là cái này thì chúng ta nên sử dụng cái gì, thì trong cái này thì nó đã cho chúng ta mặc định là con Zoranda phải có trong trận, và con Zoranda mình thấy là cũng là con ngon, nó không như con Jingu, con đấy thì tiếng bên này, bây giờ tên tiếng Anh nó là cái gì ấy, mình không nhớ lắm, nhưng mình quen gọi nó con Jingu đấy. Thì con này thì cá nhân mình thấy là nó một con đam ok, nhưng mà nó bị vướng một cái là nó hệ của nó không không kia lắm, và tiếp theo nó sẽ có cho chúng ta một con Kuros. Con Kuros này thì hai con này sẽ kích hoạt được cái khả năng hồi máu đấy, nhưng mà cá nhân mình ấy thì mình vẫn ưu tiên sử dụng là cái đội hình cũ, nghĩa là có Gia Cát Lượng, Empress, Kuros này. Dĩ nhiên Zoranda phải chắc chắn là phải có nhé. Đấy. Có thể sẽ là Tào Tháo, Izumi hoặc có những con này kia. Nhưng mà Empress với Kuros là nó kích được hai cái bọn cái cánh này. Đấy là nó cũng ok rồi. Gia Cát Lượng là một con quá OP không thể thiếu. Empress cũng thế. Tào Tháo thì chúng ta có thể thay Tào Tháo bằng Izumi cũng được. Tào Tháo nó thiên về đam. Đấy, nhưng mà thi thoảng chúng ta cũng phải sử dụng những cái con này con kia, ví dụ Izumi này kia này có thể thay đổi tùy vào búp tung tung. Nói chung cái này mình cũng chỉ gọi là đi kia thôi, mình cũng chưa try hard lắm. Nhưng mà bây giờ cũng tầng cũng khá là khó, thường thường đi try hard cũng chỉ được đến tầng 50 là tắc ị. Mình cũng chưa đi, đây mình mới đi đến tầng 39 là mình thôi, hơi lười. Nói chung bây giờ cái quả tốt này nó cũng không kia lắm.
chắc cũng chỉ đi đến tầm gọi là mấy cái tốp kia lấy tầm 250 hoặc 200 cái bi vàng MVP thôi. Đấy. Đấy là trận hình anh em mình chia sẻ cho anh em. Còn cái vấn đề nhiều cũng mấy anh em hỏi là thứ nhất là mình có nhận đi tháp không, thì giờ thứ nhất là mình đang khá là bận công việc này kia, việc nhà lung tung nên khả năng mình sẽ không nhận đi tháp. Nếu mà rảnh thì mình cũng chỉ đi hộ anh em linh tinh này kia, với mình cũng đi mấy ác rồi. Đấy. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình mới hợp tác với một bạn. Dĩ nhiên là nguồn nạp thì sẽ là gift 100%, có bảo hành, không nạp lậu, không refund này kia. Và giá hiện tại là 15.000 trên 1 đô. Đấy. Ví dụ như cái gói 6 đô hàng tuần chẳng hạn thì anh em chỉ cần bỏ 90.000. 90.000 một tuần thì mình nghĩ không không phải là cái gì quá lớn. Đấy. Là anh em có thể được rồi. Nhất là bây giờ nó đang có cái đang đang có cái này, cái tìm kho báu này. Anh em nạp thì nhiều khi anh em có thể hên hên này kia, anh em được mấy ca kim cương này kia, vân vân. Còn anh em nào chịu chi chịu chơi thì có thể là ăn mấy cái này. Ủa, cái này còn 3 ông nữa là được rồi. Cái này đến vòng 3. Hiện tại đang vòng 3. Có 2 người được. Cái này thì duy nhất mỗi người anh em mới được. À, bạn này thì mình biết. Còn cái này cũng khá nhiều, vòng 6 rồi. Cái này thì không ai mình biết cả. Cái này còn cái này thì thôi, cái này nó vòng 26, nó quá là nhiều. Cũng khá nhiều người mình quen quen trong này. À, nói thêm một chút, cái có cái này mình kia, cái đồ nội thất này thì mình với lại mấy anh em khác có thử rồi và nó có tăng hiệu quả 3%, nhưng 3% nó sẽ không hiển thị ở phần không hiển thị phần thông số, mà khi vào trận nó sẽ tăng 3%, nên anh em cứ yên tâm mà mua nhé. Những cái otaku trang trí mà nó có tăng chỉ số này là nó vẫn sẽ tăng, nhưng mà khi chúng ta đánh nhau này kia PvP PvE bắt đầu nó mới nhảy chỉ số lên, chứ nó không nhảy ở cái phần hiển thị đâu. À, thôi hết rồi. Nói chung đợt này event này thì cũng khá là đơn giản, không có gì lắm. Còn mấy cái này thì mình cũng bận, đâm ra mình cũng không làm clip được. À, nếu cái nào khó khó có thể mình sẽ chụp cái hình cái layup mình đi qua vứt lên phần kia. Bây giờ cái kênh của mình nó cũng có mở cái phần đăng hình rồi, đâm ra là nhiều cái mình cũng có thể vứt lên, nhưng mà nhiều khi quên ấy. Lắm khi hay quên lắm, đi xong rồi kia xong đi ác này ác kia xong rồi việc linh tinh, ăn rảnh cũng xem cái này cái kia. Nhất là bây giờ có series game mới, game of war, à God of War Ragnarok ấy. Đấy mình cũng đang xem cái đấy, nhưng mà xem thường thường chỉ xem được tầm 10-15 phút là quay lăn ngất đấy. Giờ cũng khá muộn rồi, cũng gần 11 giờ, mai cũng phải đi làm sớm, nên mà cũng làm clip cũng có qua một chút mà cũng gần 20 phút rồi. Thôi tạm biệt anh em, chúc anh sức khỏe, hẹn gặp anh em vào những video kế tiếp, chủ đề kế tiếp và tựa game kế tiếp. Bye bye anh em.